Hi, xin chào mọi người. Ngày đầu tiên mà Slot Market mở cửa trong năm 2023 này không có được tốt cho lắm mọi người. Ba cái quỹ lớn nhất đều nằm trong màu đỏ, trong đó S&P 500 xuống khoảng 0.4 và cái Nasdaq cũng rớt khoảng 0.7%. Có hai cái slot mà mình đang nắm giữ có số lượng share cũng không hề nhỏ trong portfolio Robinhood, đó chính là Apple và Tesla bị rất rất là kinh khủng. Mình muốn nói đến điều này một chút xíu nha mọi người. Đầu tiên đó là Apple. Thì chúng ta nhận được một cái thông tin về công ty Apple, đó là nó nhận được một cái kết quả khảo sát về cái demand, cái nhu cầu về những cái sản phẩm của nó đã bị giảm đi. Và đây chính là lý do làm cho stock rớt đến hơn 4% khi mà nó đang trade vào khoảng 3-4 giờ chiều. Tuy là cuối giờ thì nó lên lại một chút xíu, vẫn xuống khoảng 0.3%, nhưng mà đây là một trong những ngày mà Apple rớt rất mạnh trong suốt thời gian qua. Các bạn nhớ là thời gian này chúng ta không thể quá quan tâm đến những cái tin tức ở trên thị trường. Mình nhớ không lầm thì cách đây khoảng hơn một tháng trước thì có rất nhiều đài báo thông tin báo cáo về cái việc là Apple sẽ bị thiếu hụt nhiều iPhone, nhiều điện thoại, nhiều iPad trong những cái tháng tới đây. Nhưng mà đến tháng này thì nó lại nói là nó bị thiếu demand, thiếu nhu cầu. Trước kia thì nói là thiếu cung, nhưng bây giờ thì lại nói là thiếu cầu. Cho nên là các bạn cũng không thể tin tưởng hoàn toàn vào những gì các bạn đọc được ở trên báo. Thường thì mình thấy là đa số người ta đang muốn try để mà cố gắng để mà manipulate cái market, muốn điều khiển cái market, những cái stock trên thị trường vào thời điểm này. Cái stock tiếp theo đó là Tesla, một cái stock mà mình đã nói rất nhiều trong thời gian qua. Ngày hôm nay nó tạo thêm một cái cú hit rất là mạnh nữa, rớt đến khoảng hơn 14, gần 15%. Tuy là cuối giờ nó lên lại nhưng mà vẫn còn rớt hơn 12% trong ngày hôm nay. Một trong những cái lý do chính làm cho Tesla rớt vào ngày hôm nay đó chính là cái chỉ số, những cái số liệu về nó deliver, giao xe cho khách hàng trong cái quý vừa rồi. Chúng ta nhận được thông báo vào ngày hôm qua. Nhưng mà ngày hôm qua thì các bạn biết là market không mở cửa, nhưng mà hôm nay sau khi nó mở cửa thì cái stock của Tesla bị rớt rất là mạnh mọi người. Như mình nói là thời điểm thấp nhất nó rớt đến gần 15%. Mình muốn là phân tích một chút xíu và chia sẻ một vài cái suy nghĩ cá nhân của mình về những cái con số mà nó đưa ra, và cũng như là cái kế hoạch của mình với cái stock của Tesla trong thời gian này luôn. Đây là một tin rất là quan trọng mọi người, rất là quan trọng. Nó có thể thay đổi hoàn toàn về cái công ty Tesla này. Thì trong cái báo cáo về số lượng xe nó giao cho khách hàng trong cái quý vừa rồi, cái cuối cùng của năm 2022, thì nó giao được là 405.000 chiếc xe trong cái quý cuối cùng của năm 2022 này. Thì vẫn còn thấp so với là cái dự kiến người ta đặt ra là khoảng 418.000 chiếc xe sẽ phải được giao trong cái quý cuối cùng của năm 2022 này. Và đây chính là lý do làm cho cái stock bị rớt rất mạnh, có thể nói là một trong những lần mà Tesla rớt mạnh nhất trong vòng nhiều năm qua. Và nó đã xuống rất thấp rồi mọi người, đến thời điểm này thì nó đã xuống gần 80% từ cái điểm cao nhất của nó mọi người. Và mình muốn nói về điều này một chút xíu, đó là trong suốt nhiều năm qua Tesla đã duy trì được một cái mức phát triển rất là nhanh, khoảng 60-70%. Trong đó cái số lượng xe nó deliver, nó giao cho khách hàng được tăng lên một cách nhanh chóng trong nhiều năm qua với cái mức là khoảng 60%. Và đây chính là cái dự kiến nó đặt ra trong nhiều năm vừa qua. Nhưng mà đến năm này, tuy là cái số lượng xe nó giao tăng lên đến hơn 40% so với là năm ngoái, vẫn chưa thể làm hài lòng những nhà đầu tư. So với năm 2021 thì số lượng xe mà nó deliver trong năm 2022 này là 1.300.000 chiếc xe. Trong đó năm 2021 chỉ là 936.000 chiếc xe, có nghĩa là nó tăng lên được khoảng hơn 40%. Nhưng nếu mà các bạn so sánh với những năm trước đó, ví dụ như năm 2020 nó chỉ giao được khoảng 500.000 chiếc xe, thì đến năm 2021 nó giao đến gần 1.000.000 chiếc xe, có nghĩa là tăng gần gấp 2 lần, có nghĩa là gần 100% trong vòng 1 năm. Nhưng mà đến năm này thì các bạn cũng thấy là nó đã giảm đi chỉ còn 40% thôi. Đây là một mức giảm rất là đáng kể so với là cái dự kiến mà nó đưa ra là khoảng 50%. Và rõ ràng đây là một điều rất xấu, đặc biệt là cho công ty Tesla. Trong vòng nhiều năm qua thì số lượng xe mà nó sản xuất ra không bao giờ đủ để mà bán cho khách hàng. Thì liệu đây có phải là một cái vấn đề về demand, về vấn đề về nhu cầu về xe Tesla đã giảm đi một cách nhanh chóng trong vòng một năm qua? Và đây có thể chính là điều làm cho rất nhiều nhà đầu tư lo sợ. Trong vòng khoảng 5-7 năm qua thì mỗi lần mà Tesla nó chưa sản xuất ra chiếc xe đã có người muốn mua rồi. Nhưng mà đến cái quý này đây thì các bạn cũng thấy là số lượng xe nó sản xuất ra là khoảng hơn 439.000 chiếc xe, nhưng mà nó chỉ giao được khoảng 405.000 chiếc xe, có nghĩa là chúng ta vẫn còn xe
đợi chờ cho người ta đến để mà mua. Cho nên là nhiều người người ta suy nghĩ là có phải Tesla bây giờ đã trở nên bình thường như là những cái hãng xe khác sản xuất xe ra để như vậy để cho người ta tới chọn lựa để mà mua, hay là nó vẫn còn nhiều nhu cầu đến để mà đặt hàng mua xe trước khi chiếc xe đó được sản xuất ra. Và cái con số này đưa ra vào ngày hôm qua đã làm cho rất nhiều nhà đầu tư phải thay đổi cái suy nghĩ về stock, về công ty Tesla này. Và tất nhiên là cũng có nhiều người người ta tranh cãi trong thời gian qua thì công ty Tesla này gặp rất là nhiều khó khăn. Đầu tiên phải nói đến là cái nhà máy ở bên China, ở bên Trung Quốc đã phải đóng cửa rất nhiều ngày tại vì cái chính sách về Zero Covid của nhà nước China, cũng như là cái nhà máy ở bên Berlin, ở bên Berlin ở bên Đức đó mọi người, thì nó cũng bị chậm tiến độ rất là lâu trong vòng vài tháng, cũng làm cho cái số lượng xe nó sản xuất ra bị chậm hơn. Và có thể là các bạn nói là số lượng xe tuy là đã sản xuất ra rồi nhưng mà số lượng xe giao cho khách hàng lại thấp hơn. Các bạn biết là vào thời điểm này thì cái nhu cầu về mua xe Tesla có thể là ở Trung Quốc, tại vì đây Trung Quốc là cái nhà máy mà sản xuất ra nhiều xe Tesla nhất. Và cái quý vừa rồi là một trong những quý rất là quan trọng. Lý do là tại sao? Cái nền kinh tế ở Trung Quốc trong năm vừa rồi rất là tồi tệ, bị suy thoái trầm trọng. Đến bây giờ thì nó đang vực dậy một chút xíu. Cho nên rõ ràng là cái demand, cái nhu cầu ở bên đó sẽ giảm đi. Và để mà giao xe sản xuất ở bên Trung Quốc đưa sang những nước khác để mà giao cho khách hàng ở bên những nước khác, nó sẽ cần rất là nhiều thời gian. Phải trải qua rất là nhiều cái đợt kiểm tra, kiểm soát để xem là nó có phù hợp với những cái quy định của những cái nước đó không. Cho nên tuy là cái số lượng sản xuất xe đã nhiều nhưng mà cái số lượng xe giao thấp hơn. Nhu cầu ở bên China rõ ràng là đã giảm, ở bên Trung Quốc rõ ràng là đã giảm, nhưng mà ở những nước khác thì mình nghĩ là vẫn có rất nhiều người muốn mua xe của Tesla. Và đây chính là lý do tại sao Elon Musk lại xây một cái nhà máy ở bên Berlin, cũng như là mở thêm một cái nhà máy nữa ở Mỹ đây, ở bên Texas. Và những cái nhà máy này thì mới bắt đầu hoạt động thôi, nó vẫn chưa hoàn thành 100%. Cho nên là trong quý vừa rồi thì số lượng xe mà nó sản xuất ra vẫn còn rất là giới hạn. Nhưng mà rõ ràng sau cái ngày hôm nay khi mà stock rớt đến 14% thì các bạn thấy là người ta cũng không có cần phải quan tâm đến tất cả những điều mà mình vừa nói, mà người ta chỉ nhìn vào những con số mà Tesla đưa ra trong ngày hôm qua. Số lượng xe mà nó đưa ra không có thuyết phục nhà đầu tư, người ta bán stock rất là nhiều. Và một điều mình rất là dễ hiểu về điều này đó là người ta không có còn tin tưởng về cái chiến thuật, cái đường lối của cái hãng xe Tesla này, liệu nó có thể giữ vững cái mức tăng, cái mức phát triển là 40-50% như là nó hứa trong suốt nhiều năm qua, hay là đây đã là một cái điểm giới hạn của nó và bây giờ thì nó sẽ không có thể phát triển được cái mức là 40-50% như vậy, mà có thể là sẽ thụt lùi bớt hơn rất là nhiều trong vòng nhiều năm tới đây. Và rõ ràng là cái cú rớt của Tesla ngày hôm nay đã chứng minh tất cả, rất nhiều người bây giờ người ta không còn tin tưởng vào stock của Tesla và công ty của Tesla, và người ta bán cái stock này ra. Rõ ràng là cái con số đưa ra thấp hơn rất nhiều so với là người ta đặt ra, cái dự kiến người ta đặt ra. Nhưng các bạn cũng thấy rõ một điều, đó là số lượng xe của Tesla đã tăng lên rất là nhiều. 1 triệu mấy chiếc xe được giao trong vòng 1 năm qua. Tất nhiên là so với những năm trước thì nó không có tăng nhanh như vậy. Nhưng những năm trước nó chỉ có sản xuất ra khoảng vài trăm ngàn chiếc xe. Nhưng đến bây giờ thì số lượng đã tăng lên con số 1 triệu rồi mọi người. Cho nên là khi mà cái size của nó, khối lượng của nó đã quá bự, quá lớn rồi, thì cái việc phát triển nhanh như vậy là một điều rất là khó. Vẫn phát triển hơn 40% trong vòng 1 năm qua thì rõ ràng nó đã thuyết phục mình rồi. Và thêm một điều nữa, cái mức giá của nó tuy là nó không có tăng đến cái mức là 50-60% trong vòng 1 năm đi, nhưng mà giá của nó bây giờ đã discount đến 80, gần 80%. Thì các bạn nghĩ sao về điều này? Nếu mà một công ty mà cái mức phát triển của nó không có nhanh như là cái dự kiến khoảng 50%, mà cái giá của nó đã discount hơn 80%, thì mình nghĩ là mình rất hài lòng với cái mức giá của Tesla vào thời điểm này để mà mua thêm stock của nó. Nhưng mà tất nhiên thì mình cũng rất hiểu cái suy nghĩ của mọi người, cái tâm lý của mọi người, những người mà đã bán stock ra vào ngày hôm nay. Người ta không muốn take risk về cái stock của Tesla này. Chúng ta sẽ không nói đến cái stock của nó, nhưng mà chúng ta đang nói đến là nói đến công ty Tesla. Trước kia công ty Tesla có mức phát triển là 5-60% một năm với cái mức giá là 400 đồng. Bây giờ cái mức tăng của nó chỉ còn là 35-40% thôi, với cái mức giá chỉ là 100 đồng thôi. Nó đã có một cái mức discount rất là lớn trong vòng 1 năm rồi. Chỉ trong vòng 1 tháng qua, vì những cái tin tức xấu về ông Elon Musk, giá của nó đã xuống hơn 40% cộng vào cái ngày hôm nay nữa.
Và mình nghĩ là nếu các bạn đã bán đi stock của Tesla vào ngày hôm nay khi mà nó rớt 8% hay là 10% rồi, thì mình nghĩ là các bạn không nên nhìn lại cái stock Tesla ở trong tương lai nữa, trừ khi các bạn là trader. Còn nếu mà các bạn là những nhà đầu tư thì mình nghĩ là các bạn bán với cái mức giá này, các bạn đã không còn tin tưởng vào công ty Tesla nữa, cho nên là cũng không cần phải nhìn lại công ty này, move on và đầu tư vào cái stock khác. Còn với mình thì mình vẫn tin tưởng vào công ty Tesla. Mình sở hữu sản phẩm của nó, mình dùng sản phẩm của nó hơn 2 năm qua và mình rất là yêu thích. Bà xã của mình cũng rất yêu thích chiếc xe này. Bà nói với mình là như thế này, mình nói là em hay là bán cái xe này đi, mình nói giỡn với bà rồi, bán cái xe này đi mua cái xe khác cho em chạy cho vui. Bà nói là bà không bao giờ bà bán cái xe này từ khi bà bán để mà mua lại một chiếc xe Tesla khác. Bà chạy chiếc xe này không có lo bất cứ cái điều gì trừ khi bị lủng lốp xe, không có thay nhớt, không có maintenance, không có đi đổ xăng luôn. Đây là những điều mà bà rất là yêu thích. Cho nên là bà nói nếu anh bán cái xe này thì mua lại cái xe Tesla khác, chứ không có mua cái xe của hãng khác nữa. Và mình cũng rất yêu thích chiếc xe mà mình đang có. Cho nên nếu có khả năng trong thời gian tới đây mình nhận được cái xe Cybertruck của mình, nếu mà nó deliver sớm cho mình, thì mình cũng sẽ rất là happy. Và mình vẫn luôn tin tưởng vào stock của Tesla. Một năm mới cũng là một trong những cái thời điểm để chúng ta bắt đầu một cái khởi đầu tốt. Nhưng thực sự ngày hôm nay Tesla và Apple đã có một cú khởi đầu rất là tồi tệ mọi người. Rớt 4%, rớt 12%, rất là tồi tệ. Nhưng mà mình nghĩ là xấu hay là tốt cũng tùy theo cái suy nghĩ của mỗi người thôi. Xuống mười mấy phần trăm đúng là một điều xấu, nhưng có một vài người đây chính là điều tốt để cho người ta có thể mua cái stock này với cái giá là rẻ hơn mười mấy phần trăm. Cho nên điều này cũng tùy theo những gì mà các bạn suy nghĩ thôi. Nếu mà các bạn thực sự tin tưởng vào công ty Tesla thì tiếp tục giữ, tiếp tục mua thêm với cái giá rẻ hơn. Còn nếu các bạn sau những con số mà các bạn thấy vào ngày hôm nay thì các bạn có thể bán và không bao giờ nhìn lại cái stock của Tesla nữa. Thank you mọi người đã theo dõi video của mình.